Rồi xin chào quý chú bác mình ha. Hôm nay ngày 20 tháng 12 em lên cho Winning Track video bao gồm mà 27 mã hàng thế này nha em. Hàng cũng rất đẹp lắm. Đây tới cuối năm là em xả hàng nhiều lắm nha em. Thì cuối này mình tranh thủ vô xem. Thì mình muốn mua hàng á thì lòng liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0919 nha. 192035 em tên Nghiệp. Thì lưu ý mình là mọi thông tin trao đổi mua bán đều qua Zalo hoặc là số điện thoại thôi nha em. Em không chốt đơn YouTube và cũng không phản hồi bình luận YouTube. Ở phía ship thì mặc định là 30 ngàn trên một sản phẩm, ship tận tay, kiểm tra thanh toán và trả tiền. Hai đơn mình sẽ được bao ship, còn một đơn là ship 30 ngàn anh em ship tận nhà. Rồi cái mã đầu tiên gửi đến em mình cái bao cần. Cái bao này nó 1m2 nha anh em. Một cái bao đựng cần đơn. Đựng cần đơn, đựng cần ISO nó có hai ngăn. Một ngăn phụ đựng cần lóng ngắn nè, một ngăn chính đựng cần lóng dài nè. Nó thu gọn 1m2 nha anh em. Một cái màu vàng. Đó, nó hai ba lớp trong này nè, cũng có chống sốc anh em. Bao hàng bãi Nhật nha. Rồi, không có đắt, không có gì hết. Cái bao này mã số 1, cái bán cho anh em mình giá 200 ngàn thôi. Cái bao số 2 là cái bao cứng 1m55 anh em. Cái bao là bao của thằng Abu, cái dài 1m55 nha. Có mấy cái đầu này nó bị sờn nè anh em, nó kéo 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 luôn, nó bị sờn chỉ mấy cái đầu này thôi nè. Đó, chứ còn cái bề ngoài này đẹp lắm. Một cái Abu bọc cứng nha. Nè, mấy cái đầu này nè, dạng này nó kéo lê lết như xi măng gạch đá rồi đó. Nó tưa tưa nè. Rồi, cái bao này mã số 2, em bán cho anh em mình giá 300 ngàn nha. Dạ, 1m55. Rồi, cái mã số 3 là cái mã đặc biệt lên cho anh em mình một đống này luôn nè anh em. Chơi tất cả nè nha. Cái này là có hai cây nè, hai cây chiên câu bè câu tôm nè, hai cây trúc nè. Tất cả đều trúc trúc thật hết cho anh em. Trong này hai cây rồi nè. Nha, mấy cây này nè. Cây này là cây phíp nè, cần tay phíp lóng ngắn nè anh em. Cây này như 2m4 H7 nè, cây này là nguyên nè. Nha, ba cây nè. Rồi cái nè, ba cây này nè anh em, ba cây gì câu gì nè, câu tôm câu gì nè, câu lỗ gì nè, một khúc một nè đó. Rồi cây này cây rắp khúc nè anh em, cây rắp khúc trúc Nhật nè, có một chữ ký trên đây đầy đủ hết nè. Nhưng mà mấy này nó có lỗi sơ sơ nha anh em nè, giống như cái này nè là cái lóng hai với gốc mình nó bị lúng nè anh em, nè nó bị lúng chỗ này nè, về mình vốn chỉ mình xử lý lại, còn mấy lóng còn lại ngọn ok hết nha. Đó, thì mấy cây này nói chung cũng vậy, nó cũng hư lặt vặt cái này. Cây này cũng còn nguyên nè, như nó hư cái khoen cái gì nè. Cây này như cây này không có hư luôn em, cây này không có hư, không dập con nước ở chân, nhưng mà nó có hư một phen nè. Nhớ mấy cái nó có hư một cái lặt vặt cái đó bỏ riêng ra nha. Cây này thì nó gãy ngọn tí xíu nữa nè đó, nó còn nằm trong đây bao cần nè. Có cây này vậy, cây này 5m4 mà cứng lắm nè. Cây này nó cũng có nước đổ lóng thứ mấy nè, nó có nước một cái lóng nè, có lóng này nè em, nó có anh lúng rồi nè ha. Về mình chơi sưu tầm sưu lý gì đó. Đây một cây nữa nè, cây này thì nứt như này luôn nè, nứt cái này luôn, lóng trong thì nó còn. Cây này thì như hai ba cây trong này nè. Này nè, về mình coi, mình tháo rồi mình gấp lại nha. Nó cũng là trúc nè, nhưng mà nó làm đẹp lắm, sơn mài này nè. Bây giờ cái này cũng còn nguyên bộ của nó anh em đó. Mấy cái này thì mấy cái không đầu dính đầu hết rồi, anh em mình coi cái nào dập rễ mình sàng qua sàng lại được thôi đó, mình đổ qua rất nguyên một đống chút như thế này. Nãy giờ cho anh quay mình xem đó, mã số 3 hay bán cho mình 500 ngàn nha, nguyên một đống gì đó ha, 500 ngàn cho anh em mình về mình xử lý, mình chơi sưu tầm như thế nào đó, rẻ như nè, 500 không mất đâu. Tiếp lên cho anh em mình cây ISO khoan nhỏ. Cây này nó đít như nó bị mất anh em, nó quấn bằng keo gì từ lưa nãy chân nè, em không gỡ ra nói chung anh em cứ xem nó cũng nó hư đi. Hàng carbon có sần xước cho anh em, bắt máy Fuji nè, đọt 3-4.5 luôn, cây này đọt cứng nè anh em, phôi mình có dính dơ nha anh em, dính dơ sần xước rồi nhiều, tem vàng tất cả mình phen Fuji nè. Nước phôi mình trong cũng vậy nè anh em, anh em có nhìn kỹ một cái khoảng trong này đó là tình trạng mình tất cả cái lóng yêu chang vậy luôn ha. Em quay lướt qua trong lóng nào nó cũng vậy, nó cũng 9-10 như vậy đó anh em ha. Chứ còn nó để soi kỹ thì nó lâu lắm, được cái đọt to nha, đọt số 3 và 4.5 nha anh em, thông số thì đẹp đó. Em bán giá rẻ cho anh em mình chơi luôn. Về hạ tay em được, của ISO cũng được, cân nặng của mình là 220g nha. Ngọn của mình là 1D7, cái này mã số 4 em bán giá là 400 ngàn nha nè. Mã số 4 giá 400, tiếp lên nha mình cây lua máy nghe, hai khúc, hàng carbon nha nè, cán gỗ bần nè. Hãng có Quantium nè nè, cái này hàng Quantium Iron nè, người sắt nè. Hàng mặt đường Korea nha nè, dài 1m83 nè, lua từ 3/16 đến 3/4 Z, tại cá thứ 21g nè, cây size M nha. Nó lua mồi từ 6 đến 16g, tất cả mình fan Fuji hết nè. Phôi của mình thì nó có sờn chạy xước nha, phôi không bóng bẫy lắm, nhưng mà fan Fuji size M có thể dù quýnh mấy dù quýnh mồi sống dù quýnh mồi giả được. Mà số 5 nha, em bán cho anh em mình giá là 300 ngàn thôi nè.
Cân nặng của mình 130g, ngọn của mình 2 ly nha, mã số 5 300. Tiếp lên cho anh em mình cái xuất lở cho anh em, cái hàng carbon hãng của Ryobi, tem vàng nội địa nè, sản xuất Korea nè, bắt mắt Fuji nha. Xuất lở thứ này nè, nó nhẹ nó gọn và anh em câu nhiều thể loại nha anh em. Lồng mát caster này cứ 15 dài 3 mét, hàng Korea, mình lưu hành thị trường Nhật nha. Ryobi đây, tất cả mình fan Fuji hết. Tất cả mình đều là fan Fuji. Chỗ này thì nó cột thêm một cái ấy để nó gắn cái phao đèn thôi anh em. Cái màu này nó màu dạ quang nữa nè, anh em câu đêm hỗ trợ cho anh em mình định vị được ngọn cần anh em nha. Ngọn cặp con sắn cây này cũng mới, cứng 15 dài 3 mét, xuất lở, cân nặng của mình 158g, ngọn của mình là 1 ly 9, gần 2 ly. Cây này mặt số 6 nha, bán cho anh em mình giá là 400.000. Tiếp lên cho anh em mình cây này, một cái cần tay lóng dài nha anh em, cây hàng Nissin, Nissin đời mới nè, 2m1 nha anh em, cứng đều 3H rồi Stax Yamabuki 2m4 nha. Đó. Cây Nissin cứng đều 3H 3.5 gì đấy, ngọn long phụng. Rồi cây này ngọn 0.8, cân nặng của mình 35g, cây này mã số 7, bán giá là 400.000 nha. Tiếp lên như đây mình cần tay lóng ngắn, cần tay lóng ngắn thu gọn hãng Siltar hàng nội địa này nè, thu gọn của mình 20-40, thu gọn 50cm nha, hãng con Siltar 5m4, cây này tầm khoảng 3H nha. Siltar hàng carbon nè, carbon xoắn, có dính bụi dính dơ, có chạy sờn xước, mấy đầu lóng là ok hết, không sức mẻ gì hết anh em nè, nói chung còn mượt lắm á, nên giật tôi nó vẫn có chạy xước nhưng mà không lỗi lầm gì hết anh em. Carbon xoắn gần cơ bắp luôn, tầm khoảng 3H 3.5 anh em. Một cây cần tay lóng ngắn, ngọn của mình là 1 ly, cân nặng của mình là 194g, mã số 8, em bán giá 400.000. Rồi mấy cây này em nhập về 500.000 cây, bây giờ bán 400, bán lỗ luôn. Tiếp lên cho anh em mình cây cần rút mini nha, thu gọn của mình 41-42cm, hàng carbon, cán mút Eva nè, bắt máy Fuji nha, khoan của fan Fuji, tất cả mình fan Fuji đã xám hết. Kentry 2m4, cây này cứng tầm khoảng 20 nha, tam vàng nội địa hàng Olympic nè, phôi của mình nó có sờn xước lông mèo lông chuột, dính bẩn dính dơ đồ nha, nhưng mà tổng thể vẫn nó còn đẹp chứ không có xấu nha anh em, tổng thể nó vẫn còn mượt đẹp nha. 2m4, cây này cứng khoảng 20 nè, cân nặng của mình 124g, ngọn của mình 1 ly 8, cây này mặt số 9 nên bán giá 400.000 luôn. Tiếp lên như em mình sẽ rút gì trong cái hàng đây qua như này, cây mất in Thái Lan đó, mất in Thái Lan nha, cứng 50-30.5 nè, dành cho anh em mình về đi câu trộm đồ được nè, nó chơi cho mấy cần rút gì trong này, mấy thằng Nhật nó toàn nó gắn máy điện cho nó câu thôi nè. Mấy cây này cái phôi nó khỏe lắm nha, fan này fan Fuxit nè, cái keo cái này nó đùng đùng thôi, nó đùng keo giống như lớp keo áo bên ngoài nó bị đùng nó lỗi nè, vậy thôi chứ cũng chả ảnh hưởng gì nha. Tất cả mình fan xích thích carbon sắn nè, phôi đẹp này nè, cứng 50, cứng 50 cần lăn xê nha, dài 3m5, rút về trong về làm cần tay quấn cá tra cũng ngon. Cân nặng của mình là 320g, ngọn của mình là ngọn 2 ly 7, cây này mã số 10, em bán giá 500 nha. Tiếp lên anh em mình cây cần rút nha anh em, cây hãng cứng 80-27 luôn nè. Thứ nhất là nút đít nó bị mất nha, về anh em mình tự sửa nút đít nha anh em, cái chỗ này nó bị lỗi cái lớp sơn nữa anh em ha. Hãng có Mastec, hàng carbon, bắt máy Fuji, tất cả là fan Fuji luôn nè, cứng 80-27, có chạy xước này nữa không, phô có chạy xước nha, mà thông số cứng 80-27, thông số quá hiếm luôn nha. Cần thì xấu, cần thì không đẹp, nhưng mà thông số đẹp, nói chung thì giá nó cũng tương đối thôi. Nha, có một khoen nước chân nữa nè, khoen thì đóng bụi đóng dơ rất là nhiều, có một khoen nước chân khoen đây, chỉ một khoen thôi nha, khoen còn lại ok hết. Lóng hai đẹp này nè, đẹp nhưng mà vẫn có chạy xước lông mèo nha. Chỉ có góc chạy xấu thôi, ngọn là ngọn carbon như nè, nhưng mà sơn trắng dạ quang nha. Rồi cứng 82m7, cân nặng của mình là 250g, ngọn của mình là ngọn 2 ly 6, cây này mã số 11, em bán cho anh em mình giá 600 thôi nè, 600.000 thôi. Tiếp lên anh em cái suit carbon anh em, cây hãng của Osaka, hàng của nội địa, cây này anh em nhìn cảm giác nó không được mới nha, cảm giác nó hơi cũ cũ mà nó không quá xấu, cũng không quá bóng bẩy đẹp như nè, có chạy xước đó. Bắt máy Fuji tem vàng nè, dài 3m9 nha, cái suit carbon, cây này cứng ngang ngửa 27 nha anh em, tất cả của mình đều là fan Fuji, không lỗi không nứt nha, carbon xoắn. Các bạn ngồi xuống gần thấy không?
cứng 27 3m9, cân nặng của mình là 339g, ngọn của mình là 2 ly 6, cây này mã số 12, em bán giá 600.000 luôn. Tiếp lên như này mình cây 2 khúc 2 ngọn như này, cây hãng Olympic đây nè. Một cây Olympic 2 khúc 2 ngọn có cái khoen này nó hơi méo một tí xíu, về mình bẻ lại giùm em nha, chắc nó vận chuyển gì đó, nó về nó bị méo nè. Về mình bẻ lại giùm em. Tem vàng nội địa bắt máy Fuji như này, 2 ngọn, 2 khúc 2m4, một ngọn cứng 40. Chắc ngọn 40, ngọn 60 anh em. 2 khúc 2 ngọn luôn nha. Country Olympic, hàng nội địa, cái này hàng nội địa luôn á. Đây, 2 khúc 2 ngọn nên tất cả Fuji hết. Hàng carbon nha nè, có chạy xước nhưng mà vẫn còn bóng, bóng đẹp nha. Rồi, cân nặng của mình là 270g. Một ngọn có nó là 1 ngọn là 1 ly rưỡi, 1 ngọn là 1 ly 8. Rồi, cây này mã số 13, em bán cho anh em mình giá 600.000 thôi nè. 2 ngọn luôn bán 600, bán tới tiền luôn. Tiếp lên anh em mình cây cần tay lóng dài nha anh em. Cây này hàng nội địa này nè, hãng của con gì thì không rành lắm, nhưng mà tem vàng đòi đầu rồi. Cây này bao chất lượng luôn ha. Cây này mình dài là 5m1 nha anh em, 5m1. Nó mấy hàng đời đầu, nó thông số nó ưỡng ương lắm. Nút đồ nắp đầy đủ, anh em thấy nó mới không? 4H nha anh em. Anh em là chuyên quấn đài, anh em lấy cây này ngon. Nó giống hệt như mấy cây đai hoa carbon gold nha anh em. Đẹp lắm, không lỗi lầm gì chứ anh em. Ngọn long phụng luôn, nguyên bản nguyên zin luôn anh em. Ngọn long phụng nguyên bản nguyên zin 4H nha, 5m1 nha anh em. Cân nặng 174g, ngọn 0.8. Cây này mã số 14, em bán anh em mình giá 900.000 nha anh em. 900.000 à. Tiếp lên như mình cây này, cây xô phen nhỏ nha anh em. Cây NT, NT bầu lớp phôi xanh phôi xanh nha anh em, bắt máy Fuji nè. Tem vàng nội địa đây. Cây này đọt 3 nha, đọt 3 5m3, NT bầu lớp dọn phen này nè. Đọt 3 5m3 luôn nha, hàng nội địa. Đó, tất cả phen xích nhưng mà nó bị hư phen nè. Bán cho anh em mình về mình hạ tay nha, anh em lưu ý giùm em. Nó gãy ngang ngọn, nó mất tiêu dàn khoen rồi. Bán cho anh em mình về hạ tay nha. Xôi bầu, phôi bầu lớp 2 da nè. Này thấy đẹp không? Mặt này nó chảy nè, đó. Lật lên. Nè, đó, đó. Một mặt đẹp, một chảy. Thì đó, của bệnh do người. Có người câu mấy chục năm, cần vẫn đẹp mới tin. Có người câu vài 3 tháng, cái cần muốn đem dục bỏ. Của bệnh do người nha nè. Chỉ có lóng hai là chạy nhiều thôi, trên đây thì nó nói chung là nó cũng có chạy mà chạy ít nha, không đáng quan ngại lắm. Ngọn còn rất là dài nên chứ phải ngọn ngắn đâu nè, nó chỉ bị gãy ngang đầu bu thôi anh em thấy không, có ngọn còn mét mấy luôn, gãy ngang đầu bu thôi. Cây này hạ tay tầm khoảng 5H nha nè, ngọn của mình là 1 ly 6, cân nặng của mình là 258g. Cây này mã số 15, bán giá 900 nha anh em. Về hạ tay thì cây này bao vip luôn, vừa vip vừa ngon vừa rẻ. Tiếp lên anh em, cây iso phen lớn nè. Cây này có điểm trừ là nút đít nó bị sụp xịt nha, nó bị lỏng rồi, em lấy bằng keo giấy quấn tạm để đừng có rơi nút đít ra nè. Về anh em mình coi xử lý lại cách của mình để cho chắc là nha. Còn chỗ này thì nó bọc màng co để nó cầm cho đừng chân chọt thôi, không bao giờ không có nước trong này hết. Bắt máy Fuji tem vàng da băng, đột 4 5m3, một cây Daiwa Dynamic. Tem vàng nội địa nên em sản xuất Korea nè. Sắn hai da nha, ISO phen lớn, tất cả mình phen Fuji luôn. Một phen không nứt nha. Ổ phôi hai da mới tinh nè, chỉ bị trừ nút đít thôi. Trừ là nút đít nó bị lỏng lỏng sụp sụp nó rung gơ thôi, em lấy bằng keo giấy em quấn lại đó. Về mình xử lý lại, nút đít rất là ngon lành. Đọt 4 5m3 sắn 2 da. ISO phân lớn, cân nặng của mình 415g, ngọn 2 ly. Mặt số 16 em bán giá là 900.000. Tiếp đây cho anh em mình cần tay nè. Cây này cây hàng đời mới nè anh em. Hàng Trung Quốc nè. Anh em mình khỏi phải bỏ mà mấy cây mà 2 3 triệu, 3 4 triệu gì đó. Anh em mua mấy cần Đài Loan đời mới mà 10H mấy H đó, anh em khỏi cần bỏ số tiền lớn như vậy. Anh em mua cây này về cho em chưa có tra thông tin nha, nhưng mà cây này em nghĩ là cần Trung Quốc nè, cũng là hàng thương hiệu nè, hàng xe nè. Carbon nha, cây này trên 10H nè, chắc cỡ 12-15H thì nó cứng lắm, em không tưởng tượng được. Mà nó cứng lắm, cứng mà nặng nha, dành cho anh em mình tay to trâu bò nè, quýnh bạo lực rồi nè, 8m1 nè. Đó, xuyên bản special, bản đặc biệt nè, Zanru vậy nè. Anh em về rảnh về mình tra thông tin này cây này ra. Thì em nghĩ cây này nó cũng nếu mà tính theo hàng Đài Loan thì cây này cũng khá là mắc anh em, chứ không rẻ đâu nha. Em chưa tay rảnh lắm, thôi thì có sờn xước được cá là nguyên zin nguyên bản. Cái nút này vẫn là nút zin của nó nè anh em thấy không. Đó, thì em chưa có tra thông tin ra nha, rảnh anh em mình tra. Em bán theo cảm tính thôi nè, đầu lỏng luôn mình rồi nè, chống nổ lỏng hết, không có mẻ sức cửa nha. Nhưng mà phôi thì nó sờn nhiều, chạy xước có sờn có ố nha nè. Đó, nặng như trâu,
trên 10H thì em nói là trên 10H đó, anh nào mà quýnh bạo lực nha, trên 10H mà đừng nói kêu em kiếm mà nó nhẹ anh chừng dưới 200-300 g thì cũng có chuyện nghịch lý như nè, nhẹ mà cứng, phôi dày, anh em hay tìm theo kiểu như vậy đó, nghịch lý lắm nha nè. Rồi buông xe 3.6. Rồi cây này cân nặng của mình 580 g, ngọn của mình 2 ly mấy luôn trời, ui rồi ngọn 2 ly 4, 2 ly rưỡi luôn. Cây này mã số 17, em bán cho em mình 900.000 thôi nha em, 900 thôi. Cái gốc của mình là đúng 30 luôn. Ủa gì 30? Ủa đúng rồi, gốc vừa đúng 30. Gốc 30 nha em. Cây này mã số 17. Em bán cho em mình giá là 900.000 nha. Hoặc là anh em đã chơi rồi chắc cũng biết giá, nếu mà anh em đã sở hữu biết cây đó thì em nghĩ nó mắc lắm á, không rẻ đâu. Tiếp lên cho em cây sô khoan nhỏ cho em, cây Shimano sắn ít toàn thân, full hộp luôn. Có bao đồ nè, full hộp luôn, hàng lướt luôn. Đọt 1 4,5 m nha em, cây Shimano sắn ít 4,5 m nè, chiều dài thực tế của mình 4,54 m nè, nhiều khi anh em về các anh em mình đo lại nó dễ, dụ nó không tới 4,5 m đi, nó có 4,48 m hoặc 4,45 m, các anh em nó cần nó gãy hao hụt không nhận, hoặc là nó dài hơn các anh em đổ thừa là đổ lóng, đổ ngọn thay ngọn đó nè. Đây phun hộp nè, thông số nè, dài 4,54 m nè, nói chung hàng làm thủ công anh em, nó quấn thủ công, đôi khi nó có trên lệch này nọ chứ làm sao đúng tuyệt đối. Dụ anh em trong cái khuôn anh em chạy xin xin, anh em đóng gói nó ra sẵn thì nó sẽ đúng chuẩn 100%. Còn cái này phôi carbon này nó cũng quấn từng sợi mà anh em, nó cũng phải làm thủ công từng tay thôi, nó vẫn có thông số nhưng mà làm sao mà đúng tuyệt đối được. Đó thì anh em lưu ý giùm em nha, đây là một trường hợp nó dài hơn nè, mà chuyện bình thường thôi, chứ huống hồ anh em mình chơi hàng bãi, hàng cũ, hàng nó qua sử dụng thì nó nhiều yếu tố để nó tác động lên cái cần mình lắm, nên mình phải chấp nhận những cái phần ví dụ hàng mình hư hỏng thay thế lọc khục này nọ rồi, nên phải chấp nhận chuyện đó. Chứ còn mình cứng nhắc quá, giờ mình mua hàng mới về mình chơi đi, nhiều khi hàng mới về là cũng chưa vừa ý anh em mình nữa, nó đâu có chuẩn đâu, nó thông số mình chiều dài một số cái nó đâu có chuẩn đâu nha em, nên nó đối với mình như vậy. Cây này thu gọn 102 cm nè, tất cả thông số mình nằm đây em báo này mình rồi nè, đọt 1 4,5 m nha. Cây này giá 10.500 yên thì đâu đó nó cũng khoảng mấy 2 triệu. Cây Shimano mới tinh sóng ít gân toàn thân, hàng vàng, hàng nội địa Nhật luôn nè, 1 4,5 m. Cây này mới tinh nè, tất cả mới lướt luôn nè, mà nó có nguyên zin nguyên bản nè. Cây này lướt nè, mới lướt à, em khỏi phải sôi mối làm chi cho nó mệt lắm. À, nó có nguyên bản, nguyên spot, nguyên zin luôn. Rồi, cây này mã số 10. Mã số mấy đây trời? Cây này mã số 18 nha, bán cho em mình giá 1,2 triệu nha em. Mã số 18 giá 1,2 triệu. Tiếp là cho em mình cái cần tay VIP. Một cái đai qua đời mới luôn. Cây đai qua đời mới vậy nè, rắc khúc lông dài đây anh em, nhìn cái cán là anh em biết cán bắn chỉ là anh em biết đời, nói chung cũng không mới lắm nha nè, đời cao thôi, cũng không phải là đời mới ra. Cây đai qua nha nè, 4H 3,9 m rắc khúc em, vàng nội địa nó đẹp giả mang luôn em, mới chát luôn, nút nội địa đủ hết. Đời bu xây 360 nè, nhìn cái bu là nó biết dòng đời cao rồi nha, và nó zin 100% mới tin luôn, anh em khỏi phải lo suy nghĩ nha. Rắp khúc 39 4H vậy cho anh em thi đấu. Siêu nhẹ luôn nè. 75 g. Cái ngọn này của mình là 1 ly 1 anh em. Cây này mã số 19 nha. Cái máy này mình giá 1,2 triệu anh em ơi. Đây qua. Giá 1,2 triệu nha anh em. Tiếp lên anh em mình cái sút nè, có bao cần luôn. Cái sút hệ nè. Một cái sub Olympic nha anh em. Nè, Olympic Interest hay Olympic nha anh em. Đem vàng nội địa đây, có những vết sợ. Cái này lại về mình lấy cà nam mà đánh ra hết luôn em, không phải chạy đâu mà nó sượt á. Bắc máy Fuji Titanium. À, nhìn bắc máy thì biết hàng xịn rồi. Titanium nè, Fuji Titanium. Đấy. Bon. 30-425 nha anh em. Cứng 30-425. Hàng full ship. Hàng Olympic nha. Như nè, Olympic nè. Tất cả mình fan full ship hết luôn. Không có cái điểm trừ duy nhất là cây này em bán quỳ vốn luôn nè anh em. Lỗ tiền đóng tiền hàng nè. Nè, cái khoen đề bá nó bị nứt mà nó lấy keo nó dán lại nè anh em. Nè thấy không? Người trước họ chơi á,
họ dán keo lại nè. Đó là lúc mua hàng thì mua hàng trên hình ảnh thôi, mình nhìn đâu có rõ đâu nè. Về cái lôi ra là thấy có vết nứt nè. Nó là tính lấy cái này về bán 2 triệu, phan gì bóc máy titan mà phan xích mà tính bán 2 triệu cũng lời 500. Hoặc là bán 1,8 triệu đồ cũng lời vài 300. Cuối cùng về nứt một khoen. Nè, phôi thì mình nó có sờn vậy nè, có sờn nhưng mà sờn do rút ráp vô á. Và đổ bóng đồ mới nó vẫn còn. Định vị khoen, định vị lóng này đủ hết nè. Định vị lóng. Định vị khoen nè. Đó. Ngọn nè. Cái này ngọn to như nè. Định vị khoen này đủ hết. Rồi. Cân nặng của mình là 375 g. Trời, ngọn 3 ly luôn như nè. Cũng 30-425. Nứt một khoen đề ba nha em lưu ý em, cái này mã số 20 nha, em bán giá 1,5 triệu. Nó dốc bà bắn bể bụng rồi nè, mua đúng 1,5 triệu, giờ bán lại đây đúng 1,5 triệu. Lỗ tiền đóng hàng cho anh em mình, lỗ hỗ trợ tiền ship, lỗ ship cho anh em mình. Dù ship 30 ngàn mà nó ship thực tế nó 40 mấy ngàn, 50 ngàn thì lỗ thêm tiền ship lên nữa. Bình thường thôi, mã số 20 bán cho anh em mình 1,5 triệu. Trời, có những món hàng nó bán lỗ 500-700 triệu, 1,000 triệu là bình thường thôi nha. Những mặt hàng mà nó bị nằm ứ lâu năm khó bán quá, bán thanh lý luôn, bán hoài gì, chuyện bình thường, chuyển ra hàng ngày. Tiếp lên như này mình cây ba khúc lâu lắm rồi mới gặp tới cây thông số đã ghê trời. Cây ba khúc hãng Alpha Techco, fan xít biển luôn, nó cứng như trâu. Order Boyson là tất cả fan xít biển hết luôn nha em. Bắt máy Fuji tâm vàng, ngoại hình cũng còn đẹp nữa. Đúng không? 3m9 ba khúc. Đẹp công 3m9 ba khúc Alpha Techco. Made in Korea nè, sản xuất Korea, xuất nhập tất cả mình fan khu xích hết. Nè. Thì cây này á, độ cứng của nó nếu mà anh em nó không phải cần đánh lục nha anh em. Nó không phải cần đánh lục nha, nó là cần quấn biển nha. Đó, nhưng mà để em so sánh cái độ cứng để anh em mình mường tượng được nha. Nếu mà so với cần đánh lục á thì cây này nó cứng ngang ngửa là BX AX nó trong khoảng đó. Em nghĩ chắc cần BX BX hơn tí xíu. Còn nếu mà so với cần câu ngâm lăn C thì nó cứng đâu đó khoảng 150-200. Hiếm lắm mới có con cây này như nè, 3m9 ba khúc sang biển nè. Đó, em ghi giá 2 triệu rồi anh em. Mò tới mò lui em thấy nó có một cái vết lỗi. Lỗi chỗ vết cắm với có lóng hai này nè. Nè, nó có một cái vết rạn. Em thấy không? Nè. Đó. Thì nói chung cái phần này nếu anh em cắm sâu vô trong rồi thì nó không ảnh hưởng đến máy nữa nè. Nè, anh em cắm vô tới bên đây rồi thì cái phần trên này nó phần chịu lực thôi, phần này nó chỉ là không ảnh hưởng máy đâu, em nghĩ không ảnh hưởng máy đâu. Mà thôi thì em không có bán giá gì đó đâu, em đã phát hiện ra lỗi rồi thì sẽ bán theo cái giá hàng mình nó có lỗi nha, nguyên zin nguyên bản, không thay thế sửa chữa gì hết. Rồi, cân nặng của mình là 620 g nha. Cái ngọn của mình là ngọn 3D3, 3D2, 3D3, cái này mã số 21 nha. Em bán cho Win này cho bác mình giá là 1,5 triệu nha em. Em ghi 2 triệu rồi đấy. Cuối cùng bán luôn 1,5 triệu luôn. Vỏ đó về, nói chung anh em mình kiếm keo rồi anh em nhỏ vô nè. Vỏ vết nứt đó. Rồi mình nhỏ keo vô. Đánh cho nó nhẵn lại. Nó mất luôn cái vết nứt đó. Rồi tiếp. Giờ một số người buôn bán họ sẵn sàng anh em. Nghĩ sao? Mua chai keo 5 ngàn anh em nhỏ vô, anh em đánh nhám vài ba lần làm sao thấy được. Bán cho anh em mình, cho anh em mình lấy đèn gọi luôn đổ anh em mình thấy là bán được 2 triệu lại thêm 500. Chuyện bình thường, một số người bán hàng thì nó cứ như vậy thôi. Hàng đặt đồ hàng bãi đây nha em. Thì nói rồi anh em mình cứ trăm người bán vài người mua thôi. Em bán hơi khó tính tí xíu. Nhưng mà đảm bảo anh em là bán thật. Sao về như vậy là bán như vậy à. Không có bùa phép sửa chữa gì hết. Không có độ chế, nhiều khi chùi rửa cho nó sạch cho nó đẹp để bán thêm tiền, em còn chẳng có chùi rửa nữa cả. Nguyên bụi bẩm sao luôn, từ khi cái nào nó dơ quá dơ đưa lên thì nó kỳ, em lau lau sơ sơ thôi. Còn bình thường không có, đừng nói. Ví dụ có những người nó có những vết trầy, anh cần nó lấy chai xịt bóng 2K đó tút lên cái nó mất rồi, nó bán cũng làm nó cũng được thôi, anh em có đâu biết được. Mà em thì không làm được. Hoặc có làm thì cũng phải nói trước cho anh em mình là như vậy đó. Còn ngoài ra là không có làm tầm bậy nha anh em. Rồi, trở lại vấn đề cho anh em mình, cây này cần tay nha, một cần tay lóng dài hàng Ryobi. Thì em chia sẻ với anh em mình dòng Ryobi mà anh em thấy có dòng chữ GFX nè. Là cái dòng này nó dòng mắc tiền nhất của hãng Ryobi. Đó. Ha, phôi cây nào cũng chất lượng hết, hàng carbon. Xoắn hai da là cho anh em mình.
nha. Cái cây Ryobi, cây này 9m như này, cây này tầm khoảng 5h, 5h rưỡi gì đó, đâu khoảng đó 9m nè, đẹp lắm. Mới tin nè. Mấy cây này giờ nó đâu còn, nó chỉ tuyệt chủng rồi. Cái dòng này giờ nó không còn sản xuất nữa nha. Mà cây này nó còn đẹp quá trời đẹp. Có mấy cây này mới rơi cây, mấy cây hai khúc hoặc là mấy cây cần khoảng lớn rồi, nó đẹp dữ trời lắm, đẹp còn đẹp lắm. Nó zin 100% nha anh em, cây này là zin 100% tầm khoảng 5h, 5h rưỡi, 9m, cân nặng của mình đúng 300g, hỏng xê, hỏng thêm, hỏng bớt miếng nào. Cái ngọn của mình là 1 ly 2, cái gốc của mình là 24. Rồi cây này mã số 22, em bán cho anh em mình giá là 2 triệu nha anh em. Mã số 22 giá 2 triệu. Tiếp lên anh em mình cây này, một cái súp VIP nha, một cây rồ súp 7 màu nha anh em. Cây này nó phải ngang ngửa cái spin nha anh em. Cái giá hiện trạng của mình đó. Cây rồ súp 7 màu nè anh em. Đó. Spin nha, nó giá nó ngang ngửa mấy cây spin đời đầu của anh em, mấy spin mà ra băng á. Nhiều khi mấy cái này giá nó còn nhỉnh hơn cây spin nữa. Cái form nó là xoắn gân toàn thân nha, xoắn ít gân toàn thân. 4,5 m nha anh em. Để ít. Chạy xước, nói chung cũng có chạy xước nè, mấy chỗ này này không đáng quan ngại lắm. Nha, một cây rồ súp 7 màu. Phen xích trắng 3 khúc, đầu cứng 27 dài 4,5 m, nguyên vàng phen xích trắng 6 khoen luôn nha, không nứt không lỗi khoen nào. Phôi 6 ít gần toàn thân đây nè. Nha, nó cũng có những vết sờn vết trầy như thế này nha, câu lâu ngày thì ít nhiều phải có. Nhưng mà đối với dòng phôi này thì mấy cái này giống như mũi đốt inox bên ngoài thôi nè. Nó cũng chả ảnh hưởng gì mấy. Đó là do những hạt cát, hạt sỏi gì nó dính trong cần rút ra cũng vô thì nó bị thôi. Nha, xoắn ít gân toàn thân, định vị khoen định vị lóng toàn bộ hết. Đây. Nha, rồi súp 7 màu, bây giờ nó không còn đâu. Cân nặng của mình 409g. Ngọn của mình là 2,5 l nha, cây này mã số 23. Nó bán cho anh em mình giá 3,5 triệu nha anh em. 3,5 triệu nha. Tiếp lên cho anh em mình một cây này. Nha, cây này là nguyên zin nha anh em, không phải là gãy hụt cho anh em. Hay nó thiết kế như vậy nha. Cái góc của mình nè, nó ngắn hơn cái ngọn tí xíu nha, nè, ngắn hơn ngọn chắc khoảng 45 cm. Zin nó thiết kế vậy nha anh em. Cái này hãng Alpha Techco, phen xích trắng luôn nè, nguyên cái dàn phen full xích, phen xích chân trắng luôn. Nè, làm tay cầm chỗ này là anh biết, tay cầm zin nha, xếp về độ chế nha nè. Nhìn nó ghi tiếng Nhật, tiếng gì nè, Nhật, tiếng Tây, tiếng Tài, tiếng Tàu như đây nè. Tem vàng nữa đi là Nhật, hãng Alpha Techco nha em, tất cả phen xích, đầu bu gồng gọc luôn anh em. Ngoài cũng còn khá là đẹp nè, đầu bu rồng rọc luôn, em ghê không? Đó. Nè, mắt in ra băng hãng anh Vatecco nè, cây này dài 3m 2 khúc nha. Chuẩn zin nha anh em, không có độ, không có chế gì hết nha. Liệu thích nó làm vậy thôi. Cây này cứng tầm khoảng 60 nha anh em. Cứng tầm khoảng 60, 3m 2 khúc, cân của mình là 590g. Ngọn là 3 ly 2. Cây này mã số 24, em bán giá 900.000 nha anh em. Tiếp là anh em mình cây cần dứt, dứt cắm gốc rồi dứt vô lua nha. Anh em là chuẩn bị đi Côn Đảo đi dứt thì hốt cây này. Nói chung để anh em mình sắm được một bộ cần mà đi dứt đợt mới bây giờ, anh em bỏ ra ít nhất nó cũng phải trên 10 triệu để anh em mình có thể nói là dứt được á. Dứt đợt mới nha, còn ví dụ anh em mua hàng bãi thì cây dứt như em bán á 1,5 triệu, 1,3 triệu hàng cây, nhưng con máy anh em mua dứt được rồi. Đó là anh em mình không phải đi thường xuyên, cũng không chơi chuyên nghiệp. Còn dụ anh em hay đi thường xuyên chơi chuyên nghiệp thì anh em phải đầu tư những dòng đời mới. Mà dòng nhà mới giờ anh em đầu tư một bộ thì em nói rồi mà rẻ phải 10 triệu mới chơi được, còn rẻ hơn nữa không đi dứt được nha. Rồi cho nên trả lời vấn đề cho anh em, cây này cây Shimano nha, nè Rappler nha, cây Shimano Rappler dòng đời mới nha, hàng lướt luôn, sáng ít 2 bô ít nè, phen cùi xích mới tinh này anh em, luôn cái bao zin luôn, buộc trong sáng luôn, nói chung là mới tinh mới lướt luôn. Anh em mua cây này nên lời, nó lời quá lời luôn, không có lời thường nữa ha. Cây này hàng made in China này nè, sản xuất tại Trung Quốc, dòng đời mới mà 2m1 size M nha. Nè, nó có thể lùa được từ 25 đến 80g nè, quấn zip đi giờ be được tới số 4, số 4 là khoảng 30 là bao anh em, trong hết đâu chắc tỉnh được 8kg này anh em, thấy không, made in China nè, cái zip cũng thể quấn lùa được nữa nè, nó size M nha, mới tinh, không có lỗi lầm, không có có lỗi cái mớp nè, mút anh em thấy nó lúng vô đó, đặc điểm lỗi chỗ này
về lấy nước sôi đổ vô. Cây này nó bị rít nè, rít cắm vô cái ấy đồ dữ lắm nè, đúng vậy thôi. Rồi cân nặng của mình là 273 gram, ngọn của mình là ngọn 2 ly 8. Cây này mã số 25, em bán cho anh em mình giá là 3,5 triệu nha nè. Đó, tại sao em nói lời thì anh em mình cứ tham khảo đi, mình cứ lên trên mạng mình đánh mình tự sạch đi, nhiều khi em nhớ không chính xác nữa thì anh em mình lại nhớ, nhiều khi nhớ đi mà chắc chắn là em bán không bao giờ mà nó cao hơn cái giá mới đâu nè. Nếu anh em phát hiện em bán mà giá nó cao hơn cái giá anh em mua niêm yết, mua phân hợp á, anh em có quay lại anh em nhắn tin cho em tặng luôn cây cần, tất cả sản phẩm đó, tất cả đồ em bán em dám tự tin với anh em mình. Nếu mà em nói là em bán mà cái giá em bán ra nó cao hơn, ví dụ em sơ ý đi, em ẩu hoặc là em nổ đi, bán cao hơn, anh em cứ chụp hình cái giá thị trường, giá niêm yết cái sản phẩm đó, anh em gỡ ra. Tại sao mày nói dốc, mày lừa đảo khách hàng, em tặng luôn em cái đó. Còn trường hợp với cái này nhiều khi em có tìm hiểu ở đâu đó em nhớ đâu chính xác rồi, một ngày em đi săn hàng nhiều lắm anh em săn hàng giáp giọng hết trơn á, đủ thứ á, cái dây kéo bực kìa, mà em có phải tìm hiểu về cái giá cả đó và giá thị trường nên mới dám nhập về, dám nhập bậy chết lỗ. Có những cái bên Nhật nó bán gấp mấy lần bên Việt Nam mình nên biết nó ha. Có cái này em bán giá anh em 3,5 triệu á, tại sao mắc rẻ anh lời thì anh em cứ tự tìm hiểu đi. Rồi tiếp tục cho anh em hai combo nha, hai combo này hẹn em về đi trang vậy luôn, em để gì em bán cho anh em mình luôn nha. Đó, mấy Nhật nó biết chơi quá nè, cái này nó ghép cho thêm anh em một cái đèn phao vậy nè, Panasonic gì nè, rồi gì nó gắn chì từ lưa đủ loại luôn nè, rồi một cái phao như này nữa nè, câu ISO nó trong chuyên trong nghề em biết nha, em không biết nha. Đó bên Nhật nó về như vậy thôi. Có giới thiệu cho anh em con máy trước, con máy là con Daiwa nha anh em, một con Daiwa, con Daiwa gì đây nè, Daiwa Gigan Blood 4,500, Daiwa Gigan Blood 4,500 nha. Có chức năng Batober đuôi chuột nè anh em, nè đuôi chuột Batober xả cước nữa nè, xả cước nhanh nữa nè, Daiwa Gigan 4,500 như nè. Đó con máy ăn đẹp lắm. Đó cái cần của mình là cái ISO, cái ISO Shimano Advent đọc 2 5m3, hàng China đấy nè nha, hàng China. Cây này thì có một cái nó vip lắm nè, phôi em coi rồi nha nè, cây này phôi ở trong cũng đẹp lắm, trời sức ít vip là anh em biết sao không, cái đằng trước nó chơi nó độ nguyên dàn phen nè, phen zin của nó là phen như thế này nha nè, phen Fuji thường thôi, phen Fuji đá xám thôi, độ nguyên cái dàn phen nè, 1 2 3 cả đầu bu. Cái này là phen titan nha nè, phen titan phen IM á, anh em rớ vô, anh em ví dụ anh em xài mà mấy cần xịn không, anh hư một cái phen anh em order gì thôi 300.000 chưa tính tiền vận chuyển, một cái phen xéo này thôi nè, khi anh em cần mua á, thằng trước nói chung nó cũng chịu chơi chịu độ nè, nhìn cái cách nó chơi nó làm anh em biết cái thằng Nhật nó cũng kỹ rồi ha. Cây này nói chung nó dính cái thẻo này nè, em không có gỡ ra, em để cho anh em mình luôn, thì em có cái dây ra rồi, ở trong này nói chung phôi mình cây này nó tầm còn khoảng 90% để cho anh em mình vẫn được đọt 2 5m3 nha anh em, cái Shimano Advent, máy là máy Daiwa Gigan Blood 4,500. Rồi thì combo nguyên một bộ như thế này nè, em bán anh em là mã số 26, bán cho anh em mình giá 2 triệu rồi nha anh em. Đó anh em nào ví dụ mà đi câu ISO mà không có kinh nghiệm, chưa có cách phối chì phối phao đó giống như em á, thì mua bộ này về duy quốc luôn nha. Còn anh em nào mà đã kinh nghiệm rồi thì coi về thử họ làm này họ câu cái gì, còn như thế nào đó thì mình cũng thêm chút kinh nghiệm của người Nhật có câu đó. Còn cái giá thì nguyên bộ này em nghĩ giá rẻ rồi, nguyên bộ này 2 triệu, cái máy không thì em nghĩ nó cũng khoảng 1,5 triệu rồi, chưa đúng khi cần cái Shimano Advent nha, bộ này 2 triệu. Và bộ này cũng vậy, anh em thích quýnh UL thì cũng luôn quốc cho anh em bộ này luôn, bộ UL nè, cái hãng của mình là cái hãng Golden Min nha nè, cái hãng này, hãng của hàng đầu câu được của thằng Nga nha, Liên bang Nga nha nè, cái cần cũng của hãng nó luôn nè, nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nha, Made in China nha, sản xuất Trung Quốc nha, nhưng mà cái cần nó sơn đẹp lắm nè. Anh em về anh em mình mua cái này về anh em mình coi anh em biết, về anh em cầm lên nước sơn là nó đã lắm, phiên bản limited, bản giới hạn như này ha. Cái UL này nè, dài 7,6 là dài gần 2m3, 7,6 dài gần 2m3 nha, phiên bản limited bản giới hạn nè, nó lùa từ 0.5 đến 7.5 gram, tải cá từ 1 đến 4 là bao, phen này phen titan anh em, nó không có đóng mộc chữ titan nhưng mà em dám đảm bảo với anh em mình cái phen này là phen titan nha. Phen xít dòng xứ thì chắc chắn là xít rồi, phen cái màu này là cái màu titan anh em, giống cái phen này là toàn là titan không mà, đầu vu nè, một cái UL xịn nha anh em. Đó
đi kèm với nó luôn, bán nguyên bộ luôn nha. Một con Shimano Unringa Advent luôn. Con này size 2000S nè, có lông nè, cho anh em mình quấn chuyên quấn UL nè. Có chạy xước chỉ đích nha anh em, về lấy sơn bạc, sơn inox lên phủ lại. Chạy nè, chạy nè. Chạy nè. Bù lại con máy rất là mượt nha. Combo này quấn rất là ngon. Bộ này 2m3 đây anh em, quấn size tầm khoảng 2000 như con máy này nè. Là nó cân cái cần. Quấn đã luôn. Rồi, bộ nó cũng vậy, mã số 27 nha anh em. Em bán anh em mình giá 2 triệu thôi. Ha. Máy này không lỗi lầm gì hết. À, con máy này nó mắc tiếng rắc nha anh em, nó có một tiếng ẹt ẹt nè, nhưng mà dặn nó không nghe nè. Đó, hoặc là về anh em mình coi trong của nó có bị gì không, một quặng ẹt không nghe này nha. Rồi thì combo này mã số 27 nha anh em, bán anh em mình 2 triệu nha. Đó là tất cả mặt hàng hôm nay. Quý anh chú bác mua hàng liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0919192055 doanh nghiệp nha. Em cũng xin kết thúc video ở đây, hẹn gặp lại quý anh em chú bác mình trong những video theo như này. Xin chào, chúc sức khỏe, chúc may mắn, chúc thành công.